Bản tin dòng chảy cuộc sống xin được tiếp tục với những thông tin liên quan đến thị trường. Thưa quý vị, những ngày qua nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu áp lực giải quyết hồ sơ bởi số lượng người lao động đến làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng mạnh. Và các chuyên gia cảnh báo người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ có nhiều thiệt thòi. Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng cao để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, nhất là khi giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2022, người dân quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh tìm việc, nhưng đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn do tác động của việc điều chỉnh tăng tỷ lệ hưởng lương hưu và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo từng năm đối với cả nam và nữ. Với người lao động, việc tăng tỷ lệ hưởng, tăng tuổi nghỉ hưu khiến cho họ cảm thấy việc đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu là khó đạt. Tuy vậy, không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội mà theo nhiều chuyên gia, người lao động sẽ gặp nhiều thiệt thòi nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, như số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng, mất cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng, có thể phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất khi người lao động qua đời, mất cơ hội được tăng lương hưu khi chính phủ điều chỉnh, không có thẻ bảo hiểm y tế và phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh khi về già. Mặc dù một số thị trường đã mở cửa đón lao động trở lại, song số người đi làm việc tại nước ngoài trong 3 tháng qua đạt được khá khiêm tốn. Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong tháng 3 năm 2022, Việt Nam có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, bằng 32% so với cùng kỳ năm trước là 3.400 lao động. Các thị trường lao động Việt Nam đi làm việc chủ yếu là Đông Bắc Á như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, ngoài ra có Singapore. Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khá khiêm tốn do ảnh hưởng mạnh từ việc các thị trường đóng cửa trong tháng 1 và tháng 2. Riêng thị trường trọng điểm như Nhật Bản đến tháng 3 năm 2022 mới chính thức mở cửa nhưng với số lượng có hạn. Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc cũng vừa mới mở cửa đối với lao động trong chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài. Việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài chậm được xuất cảnh ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp và người lao động. Với tâm lý chung sau khi trải qua 2 năm sống chung với COVID-19, mọi người dường như vô cùng hào hứng khi thị trường du lịch tại Việt Nam cũng như các nước bắt đầu mở cửa trở lại. Theo các doanh nghiệp, sau hơn 2 tuần đi vào khai thác, số lượng khách hàng liên hệ để đặt tour, tư vấn thông tin, tìm hiểu giá cả, lộ trình tour tuyến đi nước ngoài bật tăng mạnh. Du lịch nước ngoài rộn ràng hơn, được kỳ vọng giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn. Suốt một thời gian dài cuồng chân, anh Khoa và gia đình đã bắt đầu háo hức tìm hiểu và lên lịch cho chuyến đi châu Âu vào cuối tháng 4 này. Ngoài các điều kiện bắt buộc như tiêm đủ vaccine, xét nghiệm âm tính, thời gian duyệt hồ sơ nhanh, quy định nhập cảnh đơn giản là điều khiến anh cảm thấy thoải mái, phấn khởi khi được đi du lịch trở lại. Thật ra thì nó vẫn không có được như xưa thời điểm trước dịch, nhưng mà so với gọi là đã từ từ mở cửa ra thì mình đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, mình thấy là nó cũng đã bắt đầu dễ thở hơn. Theo các doanh nghiệp lữ hành, du khách đang có xu hướng chọn những điểm đến rõ ràng về chính sách, đường bay gần và an toàn kiểm soát dịch. Cho đến thời điểm hiện tại đã có một số nước dần bỏ những yêu cầu về test PCR, thậm chí có những quốc gia bỏ luôn test nhanh. Điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 đối với các nước cũng như Việt Nam đang dần dần được nới lỏng và từng bước quay về thời điểm trước dịch. Hiện nay là chúng tôi đã nhận được những cái booking ngoài những khách lẻ đi đến những cái nước ví dụ như là châu Âu, đi đến Mỹ, đến Canada, đến Singapore thì chúng tôi còn nhận được những đoàn khách đoàn rất là lớn. Ví dụ như là tháng 5 này thì bắt đầu khởi động một cái đoàn là 450 khách là sẽ đi Dubai và đến tháng 7 thì sẽ có một đoàn 300 khách đi Mỹ. Không chỉ các tour có khoảng cách gần, mà các hành trình đi châu Mỹ, Dubai cũng không kém phần nhộn nhịp khi nhiều quốc gia đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, mở cửa chào đón du khách. Chi phí xét nghiệm cả lượt đi và đến, vấn đề cách ly, giá vé máy bay tăng cũng là lý do khiến giá tour đi nước ngoài vốn đã cao, nay đội thêm hơn từ 10 đến 30% so với trước dịch. Chúng tôi thấy rằng là giá tour sau 2 năm dịch bệnh đâu đó là tăng trung bình khoảng 30% so với 2 năm trước dịch. Thì như vậy cái việc mà để có những cái chính sách giảm giá tốt để mà đi du lịch lúc này thì với Hoàng Mỹ chúng tôi không tập trung vào cái việc giảm giá mà ngược lại là Hoàng Mỹ tập trung vô cái việc chọn lọc dịch vụ. Có đến 50% số lượng khách đi tour với Hoàng Mỹ họ đã lựa chọn đó là nâng cấp hạng vé thương gia. Thì như vậy là cái nhu cầu đối với thị trường du lịch thì có lẽ là người ta không quan tâm nhiều về vấn đề giá
mà vấn đề là người ta quan tâm đến cái sự an tâm, an toàn khi mà người ta quyết định đi du lịch. Chi phí mà vận tải của ngành du lịch của chúng ta thì nó đã chiếm ở tới 70% cái chi phí mà chúng ta vẫn khách hàng phải trả. Vietravel cũng như là đã phối hợp với các hãng hàng không cũng như là các cơ quan xúc tiến cũng như là các đối tác để chúng ta làm sao để có một cái chính sách giá ổn định để chúng ta có thể quân bình lại cái sản phẩm bán và nó không quá tăng so với năm 2019. Theo các doanh nghiệp, để có thể khai thác hiệu quả dòng khách đi du lịch nước ngoài và hạn chế rủi ro, trước mắt công ty lữ hành ưu tiên đưa khách đến những thị trường có thủ tục tương đối dễ dàng về y tế như bỏ yêu cầu cách ly, ít xét nghiệm, có thủ tục nhập cảnh thuận tiện, mà hiện nay là các điểm đến như Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Maldives, Dubai hay Singapore. Thưa quý vị, nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu về nhà ở, nhu cầu đầu tư vẫn cao đã khiến cho giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác như là Thanh Hóa, Bắc Giang hay là Khánh Hòa tiếp tục tăng. 3 tháng đầu năm 2022, giá bán nhà liền thổ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 173 triệu đồng, tăng 30% theo quý và tăng 42% theo năm. Sự tăng giá của quý chủ yếu là do mức giá bán cao kỷ lục của hai dự án tại thành phố Thủ Đức lập đỉnh giá mới trên toàn thành phố. Trong quý 1 này, bình quân giá nhà chung cư mới chào bán tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 375,4 triệu đồng, tăng 27% theo năm. Nguồn cung chủ yếu từ khu vực ngoại thành, các dự án được tung ra đều lập mặt bằng giá mới. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo thị trường đất thổ cư của bấtđộngsản.com cho biết, trong quý 1, nhiều tỉnh thành ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều ghi nhận giá chào bán đất nền tăng cao trên các chợ trực tuyến. Cụ thể tại Hà Nội, giá đất nền thổ cư tại huyện Chương Mỹ đội giá 74% so với năm 2021, là mức tăng cao nhất của khu vực miền Bắc và toàn quốc. Các huyện thuộc Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai ghi nhận giá bán đất nền tăng 20-26%. Ngoài ra Bắc Giang cũng tăng 35%. Hải Phòng tăng 29%, Bắc Ninh, Quảng Ninh lần lượt ghi nhận giá đất đội lên từ 16 đến 20%. Tại miền Trung, đất thổ cư tại Bình Thuận tăng giá 13%, Khánh Hòa tăng 26% và Thanh Hóa tăng 35%. Giá bán đất nền cũng biến động mạnh, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng có lượng người dùng online tìm kiếm đất nền tăng lần lượt là 41%, 35% và 32%. Trong hoạt động cho vay ngang hàng ở Việt Nam gần đây nổi lên việc quảng cáo sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo, lừa dối người vay ưu đãi nhưng áp dụng mức lãi suất thực tế là cao cắt cổ, cần có khung pháp lý để kiểm soát. Do đó mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính, fintech trong lĩnh vực ngân hàng để lấy ý kiến, trong đó có nội dung về cho vay ngang hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, hoạt động cho vay ngang hàng B2B lending nổi lên tại Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Một số công ty lấy danh nghĩa mô hình cho vay ngang hàng lợi dụng sự thiếu kiến thức của người dân để lừa bịp, gian dối và quảng cáo sai sự thật. Có công ty hứa hẹn lợi nhuận cao, lãi suất cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền vốn của người dân, bỏ tiền đầu tư mô hình cho vay này hoặc lừa dối người vay về lãi suất, điều kiện vay trong khi áp mức lãi suất thực tế cao cắt cổ, tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Theo bản dự thảo, công ty cho vay ngang hàng trong quá trình tham gia cơ chế thử nghiệm không được thực hiện các hành vi, cung cấp biện pháp bảo đảm tiền vay, cung cấp dịch vụ môi giới thông tin cho việc vay tiền phục vụ hoạt động đầu tư cổ phiếu và các hoạt động mang tính rủi ro cao khác. Sử dụng trái phép nguồn tiền từ khách hàng, đồng thời nhân sự quản lý, điều hành công ty cho vay ngang hàng, không được đồng thời là chủ sở hữu, nhân sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, tín dụng, cầm đồ, kinh doanh đa cấp, là chủ các dây hụi, họ hoặc đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến trung gian thanh toán hay ví điện tử. Các ngân hàng liên tục thông báo về các thủ đoạn lừa đảo mạo danh trong thời gian gần đây. Chính vì vậy mà người dân cần đặc biệt cảnh giác. Ngân hàng Vietcombank cho biết trong thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank gửi cho các khách hàng thông báo về việc tài khoản bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác. Song song đó, tin nhắn mời khách hàng bấm vào đường link gửi kèm để xác thực, từ đó chiếm đoạt thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng. Ngân hàng Techcombank cuối tháng 3 cũng phát đi thông tin về việc có hành vi giả mạo ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng. Các đối tượng sẽ gọi điện chào mời sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, chuyển đổi trả góp với lãi suất thấp, đồng thời yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh hai mặt thẻ hoặc số thẻ, mã OTP, rồi dùng thông tin khách hàng cung cấp để chuyển tiền.
Tương tự, Agribank cũng khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác với những hình thức gian lận phổ biến mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản như mạo danh nhân viên ngân hàng, mạo danh thương hiệu ngân hàng, lợi dụng tình huống khẩn cấp để lừa đảo, lừa gạt mua bán hàng trên Internet. Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô, nhưng một tuần trở lại đây trên địa bàn nhiều tỉnh thành Đông Nam Bộ đã xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa mưa to. Và hiện tượng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nuôi trồng thủy sản hay là sản xuất diêm nghiệp lẫn mùa màng của nông dân. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong phóng sự ngay sau đây. Niên vụ muối 2021-2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sản xuất hơn 580 ha muối. Đây là ngành nghề phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Chính vì vậy, những cơn mưa bất thường, trái mùa vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến diêm dân. Theo diêm dân An Ngãi ở huyện Long Điền, thông thường mùa niên vụ muối thu khoảng từ 5 đến 6 lứa muối truyền thống, từ 10 đến 12 lứa muối trải bạt. Tuy nhiên, khi diêm dân vừa chỉ canh tác xong 3 lứa muối truyền thống, 6 đến 7 lứa muối trải bạt, thì những cơn mưa trái mùa vừa qua đã khiến việc sản xuất muối niên vụ này gần như kết thúc, gây thiệt hại không nhỏ cho diêm dân. Năm nay làm thì mới có 3 lứa thôi, nhưng mà mưa như vậy thì thất thu rất nhiều, mà giá cả cũng không được, nên diêm dân lỗ. Nếu mà mưa như vậy thì có thể là bỏ mùa luôn. Những hộ nuôi tôm trong vùng như bà Phạm Thị Thu Vân ở xã An Ngãi, huyện Long Điền cũng lo lắng, bất an vì những trận mưa trái mùa vừa qua. Theo bà Vân, tôm rất nhạy cảm với biến đổi của thời tiết, thế nên mưa trái mùa sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tốc độ phát triển của tôm, thậm chí gây ra hiện tượng sốc nước, khiến tôm chết hàng loạt. Thì mình nuôi tôm hay nuôi cua gì á, mà nếu mà mưa mà nhiều quá thì nó sẽ nhiễm, nó sẽ chết. Còn mà mưa lo như 2-3 ngày, 3-4 ngày mưa 1 cây thì không có sao. Còn mưa thường thường ngày nào cũng mưa là tôm nó bị nhiễm, nước lạc á, nó xuống nó nhiễm, nó chết. Thời điểm này, vụ lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ. Thế nên mưa trái mùa xuất hiện đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hoạch lúa và lấy rơm của người nông dân. Trời mưa trái vụ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng về cái thu hoạch cho bà con. Thì giá cả thị trường lúc này thì nó cũng xuống. Bà con chỉ nhờ một số rơm, lấy rơm, đặng bù qua bớt cho nó chi phí bớt. Mà ông quốc này làm bà con là khó khăn thu hoạch, rơm cũng lấy không có bán được. Đó, gây khó khăn cho bà con. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nối với vùng áp thấp ở ngoài khơi, vùng ven biển Nam Bộ, di chuyển về phía khu vực Nam Trung Bộ, nên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục xuất hiện mưa trái mùa diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 25 đến 36 mm, có nơi 88 mm. Mưa trái mùa còn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, sét, gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động đề phòng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Cái đợt mưa này là đợt mưa trái mùa, tức là mưa trong mùa khô, chứ không phải là mùa mưa bắt đầu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự báo từ nay đến trung tuần tháng 4 thì khu vực tỉnh nắng nóng là nhiều hơn, nhưng mà cũng xuất hiện vài nơi có mưa trên khu vực tỉnh và chủ yếu xảy ra về chiều và tối. Để hạn chế thiệt hại vì mưa trái mùa, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người nông dân theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là trong sản xuất diêm nghiệp, ngư nghiệp, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ các công trình hồ đập để tránh các sự cố có thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu gieo xạ vụ hè thu 2022 trong nỗi lo thiếu hụt phân bón. Vì sao lại như vậy? Nỗi lo này liệu có thành hiện thực hay không? Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón xem.